Nhật Bản đứng đầu bảng tử thần, cỗ xe tăng Đức chính thức bị loại. Hiệp một trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha diễn ra với tốc độ rất cao khi đội tuyển Nhật Bản đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng Nhật đã phải nhận bàn thua ngay phút 12 và người ghi bàn là Morata. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Ở trận đấu cùng giờ, bàn thắng cho tuyển Đức được ghi vào phút thứ 10 do công của Serge Gnabry. Đức ghi được một bàn trong hiệp đấu đầu tiên trong khi Costa Rica không ghi được bàn thắng nào. Hiệp 2 của trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha, Nhật Bản ghi liên tiếp hai bàn bởi công của Richardson và Tanaka. Nhật Bản đã giành chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 và giành vé đi tiếp với tư cách là đội đứng nhất bảng E. Trong khi đó, trên sân Al Bayt, phút thứ 58, Ian Sinteyjader đã ghi bàn gỡ hòa cho Costa Rica. Phút thứ 69, Vargas dứt điểm cận thành ghi thêm bàn thắng cách biệt cho Costa Rica. Nhưng chỉ ít phút sau đó, Đức có bàn thắng gỡ hòa bởi công của Kai Havertz. Phút 85, Havertz ghi bàn thắng thứ 2, Đức dẫn trước với 3 bàn thắng. Phút 89, Fulkrug lập công 4-2 cho đội tuyển Đức, nhưng điều đó cũng không thể giúp Đức đi tiếp. Đức và Costa Rica chính thức dắt tay nhau ra về. Nhật Bản sẽ đấu với Croatia và Tây Ban Nha sẽ gặp Morocco ở vòng 1/8.